Bao nhiêu câu chuyện vui, buồn được các anh chị kể lại trong quá trình bán hàng. Đã từ bao giờ việc có thêm khách hàng mới đã trở thành niềm vui trong mỗi chúng tôi? Là đề tài để chúng tôi trao đổi, từ đó tìm ra những phương thức mới tiếp cận hiệu quả hơn. Và thứ sáu hàng tuần là ngày chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, lập nên những kịch bản bán hàng chuyên nghiệp